Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong Thủy Khải Toàn. Hôm nay tôi sẽ nói về người cầm tinh con gà, tức tuổi Dậu. Dậu đại diện cho sức mạnh của kim, vô cùng tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất nào có thể làm suy yếu loại kim này. Dậu là một trong tứ mã cực đoan, ngoan cường, cố chấp, khó khuất phục. Khi mà thương lượng với họ, dễ dẫn ta đi vào chỗ bế tắc. Dậu bao gồm có năm 69, 93 và 2005. Tuổi Dậu sinh vào mùa xuân, thường là dư mộc và thiếu kim. Sinh vào mùa hè, nóng, dư hỏa và thiếu thủy. Sinh vào mùa thu, thường dư kim và thiếu mộc. Sinh vào mùa đông, thường là dư thủy, thiếu hỏa. Nếu tuổi Dậu sinh vào tháng Ngọ, tháng Dậu hoặc tháng Tý, tức tầm tháng 7 dương, tháng 10 dương và tháng 12 dương lịch, đây là một lá số vô cùng cố chấp và cứng đầu. Tý, Ngọ, Mão, Dậu là mật mã cực đoan, cố chấp, không thể thuyết phục, họ luôn cho mình là đúng. Tuổi Dậu lưu ý khi mua nhà hoặc thuê nhà ở nên tránh ở hướng Thân. Thân là một góc trong Tây Nam, nếu nhà cửa ở hướng Thân sẽ phạm phải vong thần. Vong thần chủ về thị phi điều tiến, gây ảnh hưởng nhiều đến tinh thần, rất là khó để ở. Tính cách người tuổi Dậu vì là một trong tứ mã cực đoan, tượng trưng cho kim loại chặt chém, hung hăng cực độ, nhưng vô cùng thẳng thắn. Tuổi Dậu là người khá quan trọng vẻ ngoài của mình, luôn chăm sóc vẻ ngoài của mình thật là hoàn chỉnh và chu đáo. Những người này họ thường rất là tự hào về cuộc sống gia đình của họ. Tuổi Dậu có tính cần cù, kiên trì, không mệt mỏi, có tính tiến thủ, làm việc luôn xông pha về phía trước, nhận những việc khó cho riêng mình. Nhưng tuổi Dậu sinh vào cuối năm thường là dư kim thủy, người thủy quá nhiều thường thích an phận, thiếu đi tính cầu tiến. Tuổi Dậu có hai cá tính, khi gặp khó khăn họ rất là kiên định, vững vàng để vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, khi gặp vấn đề liên quan đến tình cảm, họ dễ bị xúc động mạnh. Có những người tuổi Dậu rất hài hước, họ luôn nói về những cái câu chuyện hài, những câu chuyện vui. Họ có thể nói đủ thứ chuyện trên đời, chém gió rất là tốt, khiến mọi người yêu thích. Một số ít người tuổi Dậu rất là ít nói, nhưng họ có đôi mắt tinh tế, quan sát rất là tốt. Sau những giờ làm việc căng thẳng, tuổi Dậu thường dành thời gian nhiều cho gia đình của mình. Người tuổi Dậu thường có xu hướng thích làm nghề tự do, họ cũng thích làm việc cho xã hội. Phần đông người tuổi Dậu thường phát đạt sau trung niên. Nhiều người tuổi Dậu có tuổi thơ bất hạnh, khó khăn, nhưng mà nếu mà cố gắng và kiên trì, sau trung niên họ sẽ có một cơ nghiệp rất là tốt. Người tuổi Dậu nổi bật trước đám đông bởi tài khéo ăn nói của mình, họ rất giỏi thuyết phục người khác nghe theo ý của mình. Nhưng đôi lúc khi có ai phản bác lại ý kiến của họ, họ quyết tranh luận đến cùng cho mình là đúng. Đây là tính cách cực đoan của người tuổi Dậu, luôn giữ quan điểm của mình. Vì thế, sự cố chấp và bảo thủ của họ khiến mọi người không đủ kiên nhẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, nên dần xa lánh. Đa số người tuổi Dậu nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ bạn bè, người thân trong gia đình của mình. Họ là những người có khả năng kiếm tiền rất là giỏi, song cũng chính vì vậy mà vẫn long đong vất vả. Họ thường có được nhà cửa đất đai, nhưng phần thiệt hại hao tổn cũng rất là nhiều. Trên thương trường khi đầu tư, nhất định họ phải có kế hoạch cụ thể và kiên trì mới gặt hái được thành công. Đa số họ giỏi kiếm tiền và quản lý tiền rất là tốt. Trong gia đình họ là những người làm chủ về tiếng nói lẫn tiền bạc. Tình duyên tuổi Dậu, những người này là tiếp người, khá trau chuốt bản thân, họ có thể bỏ ra số tiền rất là lớn để đầu tư và mua sắm cho bản thân. Nhưng đôi lúc họ không câu nệ món đồ đắt hay rẻ, miễn sao họ cảm thấy vừa ý là được. Trong tình yêu, người tử Dậu luôn trân trọng và gìn giữ hơn những tuổi khác, đặc biệt trong gia đạo vợ chồng, rất gắn bó và thân thiết với nhau. Nhìn chung, người tuổi Dậu có tình yêu và hôn nhân đa phần là thuận lợi. Những người phụ nữ tuổi Dậu là những người rất là hiện đại. Họ không chỉ đảm đang tháo vát mà còn có thể độc lập xây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Sự mạnh mẽ, giỏi giang khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Thiếu nữ tuổi Dậu đa phần nhanh nhẹn và hoạt bát, đôi khi rất là nam tính. Họ thường tự chủ động đi tìm tình yêu của mình, không để tình yêu tự tìm tới. Tuy nhiên, tuổi Đinh Dậu và Quý Dậu thường không thuận lợi về tình duyên và kết hôn khá muộn. Các bà chủ tuổi Dậu là người có tính cách hướng ngoại, nhưng trong thực tế họ cũng rất đảm đang trong việc nhà. Trong gia đình, họ rất là ít trách mắng chồng, nhưng ngược lại họ cũng không thích chồng la mắng họ. Họ yêu cầu một sự bình đẳng tuyệt đối. Con trai tuổi Dậu có tính cách thông minh, sáng láng và hoạt bát nên khá có lợi thế trong tình yêu. Nhìn chung, người tuổi Dậu khá trọng danh dự, sự lãng mạn, có tư tưởng áp chế nhục dục. Họ coi trọng tình yêu, tuy đa tình nhưng không quá phóng túng. Tình yêu của họ cũng gặp không ít trở ngại. Người tuổi Dậu kết duyên với tuổi Sửu, Tỵ, Thìn thường là những mối xe duyên tốt. Xét theo các sao chiếu mệnh, tuổi Dậu có chữ Sửu ở tháng, ngày, giờ là có sao Hoa Cái. Sao Hoa Cái chủ về tài hoa, thông minh, sáng dạ, học nhanh, hiểu nhanh, phù hợp làm ngành nghề mỹ thuật và nghệ thuật. Tiếp theo là sao Dịch Mã, ở tháng, ngày, giờ có chữ Hợi, là người có mật mã Dịch Mã. Dịch Mã chủ về biến động, đi xa, xa quê hương, thường xuyên làm công việc xa nhà. Tuổi Dậu có chữ Ngọ, ở tháng, ngày, giờ là có sao Hàm Trì. Sao Hàm Trì chủ về đào hoa, nhân duyên, tình dục, là người khéo ăn khéo nói, được nhiều người chú ý, phù hợp làm ngành nghề dịch vụ. Trong ngôi nhà, bạn vẫn có thể tự kích sao Hàm Trì cho mình. Nếu bạn tuổi Dậu thì bạn tìm ở hướng Ngọ. Hướng Ngọ nằm một góc trong hướng Nam, đặt hình con ngựa hoặc tranh con ngựa. Đây là phương pháp tự kích sao Hàm Trì cho mình. Người xưa cho rằng biết mệnh mới có thể cải mệnh. Nếu chỉ xét theo mệnh năm sinh thì còn rất là nhiều hạn chế. Ta phải xét theo cả tháng, ngày, giờ. 8 ô này được gọi là sinh thần bát tự. Ví dụ, người tuổi Dậu sinh vào mùa xuân và mùa hè thường dư mộc hỏa, cần kim thủy. Người sinh vào mùa thu đông thì dư kim thủy, cần mộc hỏa. Đây là thuyết cải vận. Bạn có thể tham khảo trên website phong thủy khải toàn.com hoặc xem các video sau của tôi. Và hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn qua YouTube và Facebook. Cảm ơn các bạn đã xem.